Nghệ sĩ Lê Quốc Nam vén màn quá khứ của chồng cũ Lê Giang. Mới đây, nghệ sĩ Lê Quốc Nam bất ngờ chia sẻ về quá khứ của nghệ sĩ Duy Phương. Theo ông, đàn anh chính là một trong những người đi đầu có đóng góp lớn cho nghệ thuật tấu hài miền Nam. Thời gian qua, nghệ sĩ Duy Phương, chồng cũ Lê Giang xuất hiện khá nhiều trên mạng xã hội. Những chia sẻ của ông về chuyện ồn ào trong showbiz, đặc biệt là những sự việc của nghệ sĩ ưu tú Hoài Linh, ca sĩ Phi Nhung gây được nhiều chú ý. Có thể vì thế mà tên tuổi của nam danh hài đình đám một thời này bỗng dưng được hâm nóng trở lại. Trong một bài phỏng vấn, Duy Phương bất ngờ chia sẻ về một băng nhóm nghệ sĩ cấu kết với nhau không cho ai lọt vô được. Ông cho biết đó cũng là lý do đẩy cuộc sống của mình đến bờ vực khốn khó như này. Duy Phương lên tiếng rằng mình đã xâm nhập vào thế giới nghệ sĩ. Ông biết có những người vô cùng quyền lực, kèm theo sau là cả một băng nhóm nghệ sĩ chiếm quyền quyết định, áp đảo cả người làm chương trình, bắt họ phải nghe theo. Mới đây, nghệ sĩ Lê Quốc Nam có chia sẻ gây chú ý về Duy Phương trên một kênh YouTube. Theo đó, Lê Quốc Nam nhắc đến khoảng thời gian huy hoàng và đóng góp lớn của đàn anh trong việc phát triển nghệ thuật tấu hài miền Nam. Có thể hiện tại, nhiều người đã quên lãng điều đó, nhưng bản thân Lê Quốc Nam thì vẫn nhớ như in. Lê Quốc Nam cho biết, tấu hài có từ trước năm 1975, nhưng đến đầu thập niên 80, Bảo Quốc, Duy Phương đã góp công lớn khơi nguồn, làm sống lại nó. Họ khi đó cùng lập nhóm hài đi diễn cùng nhau. Đó cũng là một đóng góp của anh Duy Phương mà bây giờ ít người biết rồi lãng quên anh ấy, Lê Quốc Nam nói. Sau này Phước Sang mở sân khấu 13 năm Hai Bà Trưng, tấu hài bắt đầu phát triển rầm rộ, nhiều nhóm hài xuất hiện hơn. Khán giả khi đó thích xem tấu hài, dành nhiều tình cảm cho nghệ sĩ hài. Điều đặc biệt của ngành này là không có trường lớp nào dạy diễn hài, họ chỉ dạy cho kỹ thuật biểu diễn mà thôi. Vậy nên đa số diễn viên hài đều xuất phát từ sân khấu hoặc cải lương. Nhắc đến các đồng nghiệp từng một thời đưa tấu hài lên đỉnh cao, Lê Quốc Nam không thể không kể đến Hồng Vân, Thanh Bạch, Nhật Cường. Lúc đó, Bảo Quốc với Duy Phương tách ra thành hai nhóm hài riêng, rồi có thêm nhóm hài Phú Quý, nhóm hài Thanh Bạch Xuân Hương, nhóm hài Hồng Vân, Lê Hữu Cầu, nhóm hài tuổi đôi mươi gồm Phước Sang, Nhật Cường, Phương Bình, Hoàng Sơn, Mai Dũng, nhóm hài Kim Ngọc, Quốc Hoàng. Nam nghệ sĩ nhớ lại. Các nhóm hài lúc đó rất mạnh, diễn hay, lôi cuốn, toàn nghệ sĩ giỏi. Về sau, Minh Nghĩ và Hữu Châu cũng lấn sân sang tấu hài, dù lúc đó đang chuyên về kịch nói. Thấy tấu hài vui quá cũng lao vào chơi luôn. Hai ông này diễn kiểu vui chơi qua đường nên tùy hứng, không theo kịch bản, vui lắm. Lê Quốc Nam chia sẻ về hai người đồng nghiệp. Thế nhưng thực tế thì chẳng nghệ sĩ hài nào giàu được vì hành nghề. Các sự họ nhận được rất ít, không thể so với lớp trẻ ngày nay. Họ lên sân khấu chỉ đơn giản vì yêu nghề, chứ không phải vì đồng tiền. Duy Phương sinh năm 1953, tên tuổi ông gắn liền với những tiểu phẩm hài, chương trình phim truyền hình đình đám một thời, Tay chơi miệt vườn, Trong nhà ngoài phố. Duy Phương được xem là một trong những nghệ sĩ đầu tiên mang phong cách hài Nam Bộ lưu diễn ra Bắc và ghi dấu ấn trên khắp cả nước. Tuy nhiên, khi đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Duy Phương bỗng đánh mất tất cả và lao dốc vì bài bạc, trở thành người tay trắng. Con trai ông là diễn viên Duy Phước tiết lộ, ngày trước, ba kiếm tiền mua nhà mua xe nhiều lắm. Trong con hẻm, ba mua từng căn một, lần lượt 4 căn nhà kề nhau. Phước được đi học bằng xe hơi, nhưng ba không giữ được tiền. Lý do ba bị tuột dốc như vậy là vì mất hết tài sản, thua cá độ đá banh, nợ ngày càng nhiều nên bị áp lực và bỏ việc. Nhiều khi sau diễn 10 triệu, 20 triệu mà tiền nợ gấp nhiều lần con số đó nên không mặn mà đi làm. Phước cũng hiểu, ba bị mất hết là vì không trân trọng nghề nghiệp, không trân trọng những đồng tiền nhỏ đó nên ông tổ lấy lại. Giờ ba mở quán hát với nhậu ở quận 6, ba thuê chỗ đó để ở và mở quán vì nhà bán hết rồi. Ba còn hai nhóc, đứa 14 tuổi, đứa 6 tuổi. Thời gian gần đây, tên tuổi của nam diễn viên hài được cộng đồng mạng nhắc đến vì những lùm xùm xung quanh đời tư của ông. Được biết, Duy Phương từng tố hai con ruột của mình không làm tròn chữ hiếu khi để ông sống trong hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn dù tuổi đã gần 70.